Bây giờ được rồi, anh em tiếp tục có thắc mắc gì không anh em? Tiến Dũng thì Dũng rồi. Giang Hiếu kìa. Vậy đó ha. Anh Dũng còn thắc mắc gì không anh Dũng? Có thắc mắc gì chị em giải kìa. Cho mình Dũng hỏi rồi. Dũng hỏi đi Dũng. Dạ, vậy đó Dũng hỏi này luôn. Cái sao gửi này. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Các ngày hiện nay đang ở trong sách của em Ven. Thì hiện nay cũng rất là nhiều bà con cũng nói là có người nói niệm Phật, nhưng mà hay tưởng những cái chuyện đời thường hay làm như vậy, thì mình có cách niệm Phật nào để mà cho nó nhiếp tâm thì không có bị bất loạn. Phải khởi lòng từ bi thì mới có nhiếp tâm bất loạn. Niệm Phật nhưng không khởi lòng từ bi đạo hạnh thì làm sao định tâm và có thân tâm an lạc, đoan trang thanh thoát, giọng nói liễu lời liễu lớp hồn nhiên đây. Dạ, còn có những người hành pháp thiền hay thấy Phật, Bồ Tát hoặc là Phật A Di Đà như vậy thì cái đó là có bị vọng tưởng hay không? Hay là đó là sự thật? Tâm khởi thiện thấy các vị Phật đó là thiện căn. Tâm điên đảo kiều ma quỷ quái quỷ duyên thì đó là gọi là tư tưởng phiền não dục vọng tham sân si. Vậy mình cách nào để mình diệt trừ tham sân si vậy như này? Không phải là diệt trừ tham sân si, nhưng quán tưởng tham sân si trở về tánh không. Dạ, dạ thì kính thưa chị Vang, chị khi nào mình mở được cái thiên nhãn để mình ra cứu đời chị? Là thì duyên hành pháp tiếu chỗ từ bi độ tha. Bữa nay chị Linh, chị Vê đến đây còn đi cảnh nào nữa chị Vê? Là tùy duyên hành pháp thiếu chỗ từ bi độ tha. Chị Vê làm ơn cho hỏi là cái người làm phước đó, sau này sẽ được đi về cảnh giới nào hả chị Vê? Làm phước không phải được giáng sinh đâu. Vậy ha. Tiền bạc của cải dành được tài sức, không có lòng thân tâm an lạc thì làm sao được về với trời Phật Thánh Tiên đây? Vậy vừa làm phước rồi vừa làm cái gì nữa mới được về với trời Phật Thánh Tiên chị? Phải có lòng từ bi và đạo hạnh trí tuệ và hướng thiện làm lành, thân tâm an lạc, nhiếp tâm bất loạn trước khi lìa khỏi thân xác dục vọng ô uế trần gian ca pháp ta bà ha. Niệm Phật tưởng nghĩ về Phật Thánh Tiên, không điên đảo khởi lên tham sân si, tiền bạc của cái danh từ tài sắc, bởi vợ chồng con cái liên tục cha mẹ ông bà cha mẹ nhất định Phật A Di Đà rước về tây thiên hào quang chiếu sáng các pháp ta bà ha và các pháp thiên đàng địa đàng. Mà những chúng sanh mà chửi cha mắng mẹ thì sao mà chưa? Chị sám hối đi. Dạ, xin chị Ben cho biết ý nghĩa của tượng Phật Thích Ca phía sau đó, một tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất là ý nghĩa như thế nào nha? Đạo là bình đẳng, thiên cơ, và các pháp chúng sanh, quỷ dương và địa đàng chỉ là bằng thôi. Phật không hơn quỷ dương đâu. Phật xem quỷ dương như là ông bà yến thuộc của ông Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là sư phụ Bạch Đức Thế Tôn đó. Có người rất là nhiều người tu mà tại sao mà không được thành Phật, tại sao? Là vì không có đạo hạnh và từ bi yêu thương các pháp dạng dục chúng sinh,
Bởi u minh dục dụng tham sân si, dướng bởi vợ chồng con cái quý tục cha mẹ tổ tiên ông bà, sắc sinh hại mạng, tà dâm u quý dục dụng khởi lòng tà, phí bắt tam bảo phí bắt Phật trời thánh thiền, không biết tôn trọng lễ bái chờ Phật thánh thiền thì làm sao thành Phật? Như là bản thân ở ngoài tu mà trong lòng không có tu. Thôi cái đó là thật chứ không? Cái đó là bởi vì không nên thành thật là gì. Chị Viên nói chuyện mà cái tay muốn muối là ý nghĩa sao chị Viên? Đấy là thân tâm giữ giới định tuệ đó, nên biến chuyển như vậy đây. Rồi mình tu là cách nào cho nó đúng? Đi đứng năm người, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến, thân tâm thanh tịnh an lạc, làm lợi lạc đời và đạo ca pháp vạn vật chúng sinh. Nhìn vẻ đẹp chúng sinh đi. Nói gì hiểu không? Không. Về cho em nói gì thì không quan trọng. Thưa chị Ven, khi một người con không hiếu thảo với cha mẹ mà lại đem những phẩm vật tịnh tài đến tam bảo để cúng dường, như vậy thì người con này có được phước không vậy chị Ven? Đấy là trì duyên hành pháp, thiếu chủ từ bi độ ta. Vì ấy là an gia nghiệp lực thôi. Có những người sống thiện mà mất sớm, những người sống ác mà vẫn sống lâu là sao? Đấy là tùy duyên thọ mạng. Thọ mạng thân xác ô uế dục dụng không còn kéo dài thì phải lìa khỏi các pháp ta bà ha, trở về địa ngục, tái sanh kiếp nhãn sanh lão bệnh tử, vướng bởi tài sắc danh vọng đó. Chị Ven làm ơn cho hỏi á, tại sao mà cho Phú thấy trong cái mùa dịch nè, thấy tất cả các cô chú đồng đạo đó đã cũng có tu ăn chay và niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà tại sao người ta lại ra đi sớm chị Ven? Đấy là hết duyên trần gian, là trần ai các pháp ta bà hai dục dẫm hết bất nợ trần gian đó, nên phải đi về sớm. Hết bất nợ nha. Những người mà còn mắc nợ dần gian nó lại hoài. Yeah. Chứ không phải mà mình mấy người hàng gần nó nói là mấy người mà chết yểu đó, cái đó không phải là chết yểu. Ta hết mắc nợ dần gian ta phải đi về. Có cái cõi địa ngục không hả chị Ven? Tại cho bố nghe nói nó có cái tới 18 tầng địa ngục là, mà thật chắc ra là có hay không hả chị? Không phải 18 tầng địa ngục đâu. Là giới gì? Giới gì tánh không? Nhưng tánh không ấy là có thiên đàng và địa ngục. Chúng sanh chết đi trở về tánh không, nhưng lương thiện tánh không ấy sẽ biến chuyển là thiên đình. Còn nếu tánh hung tàn bạo ác phỉ bắn nhà báo, phỉ bắn tam bảo nhà Phật, sẽ tánh không biến chuyển yêu ma quỷ quái ở địa ngục ngạ quỷ nha. Dạ thì chúng tôi chị Ven, cái màn ba này mà mình không tu không làm hiền thì sẽ đi về đâu chị Ven? Thì phải trở về xứ sở địa ngục thôi. Địa ngục nó nằm ở đâu vậy chị Ven? Địa ngục là nằm trong tâm, trở về tánh không nhưng không làm thiện, không làm lành, lánh giữ lành lành, ăn năn sám hối tiêu trừ nghiệp lực thì trở về hư không. Hư không là không có vật dụng, không có biến chỉ sắc dần đi. Đối với chị Ven thì ngôi thờ của Quyền Phúc Tổ ông bà đó có quan trọng hay không? Dạ quan trọng đó.
Tại vì anh Dũng thấy có một số người không tin về, thậm chí không thờ các tổ, và có một số đạo giáo là có thể là dẹp luôn mà thờ các vị tổ, thì có lỗi gì hay không? Có lỗi nhưng sám hối sẽ tiêu trừ bản ngã tham sân si. Vì pha tham sân si mà nghi chúng sanh ô mê dục vọng bị hủy dương, lời cúng vào phỉ bán ngã mà trời Phật thánh tiền đó. Chị Vân chị phải ứng khẩu một cái câu thơ, câu pháp nè, để cho chúng sanh thức tỉnh trong cái màn ba này chị Vân. Là kỳ duyên hành pháp, chỉ biết bao nhiêu đây tôi. Chị Vân có thể chia sẻ giùm cái tấm không đó, cũng như mình nhìn thấy một cái chiếc xe, cũng như là chiếc xe Tiến Dũng chạy đẹp quá đó, mà mình nhìn thấy mà mình không động, cái cách nào mà không động, thấy đẹp quá thì cho Phú cũng muốn mua theo vậy đó. Có cách nào mà nhìn là cho nó không có động tâm không? Ta hay thấy, là gặp một người đẹp vậy đó, ta thấy đẹp nhưng ta không kết ứng bởi cái sắc đẹp đó, là chở gì tánh không vậy ha. Còn tham lam đó, nó gọi tấm tham lam, còn tham lam phải không? Dược thốt lâm mê tham sân si mạng nghi là đã chở gì tánh không rồi đó. Dược thốt khỏi cái đó ha. Có cái hướng nào mà mình kiềm chế và mình thoát khỏi nó không chị? Nhà chị chia sẻ cái pháp đó. Thì phải có lòng từ bi. Lòng từ bi vậy là mình phải bố thí hả chị? Lòng từ bi là yêu thương thân xác dục vọng, yêu thương ca pháp ca bà ha, yêu thương ngạ quỷ súc sinh, yêu thương chờ Phật thánh thiền, nghĩ và lo lắng quan tâm đến chờ Phật thánh thiền đó. Dạ, nam mô với Phật. Vậy là yêu thương tất cả luôn, chứ không được mà ghét ai ha. Ngã quỷ đều cũng thương hết luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, nam mô Di Đà Phật. Cho Phú đâu biết, chứ trước giờ đâu có nghe nói ai mà yêu thương quỷ chúng sẽ đâu ạ. À, rất là đặc biệt nha quý vị. Quỷ là những người hung dữ đó, là quỷ. À, chị quên nó hả? Vì là mình gặp mấy người hung dữ mà quậy quạng rồi mình cũng thương luôn hả chị? Dạ phải thương đó. Đấy là nơi gương cho ta tu tập tinh tấn để giác ngộ tỉnh thức hoàn thiện tâm hồn, là hoàn thiện đại thiện căn trở về tánh không, ngồi trên hư không thế giới Cực Lạc đại từ đại bi, có ngài bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi trên tòa sen. Xếp ban chia làm điểm, vì chia tốt việc hàng thì chỉ chính, vì khi chia làm điểm tốt vì chỉ là, vì chiến tốt biển khư khư biển tốt là. Cái tiếng này là chuyện này học từ trong kinh ra hay là ứng khẩu gì em? Đấy là điểm có ơn trên thôi. Điểm ơn trên hay là nhà môn như là Phật. Có bên có học với chữ không hay là tự viết? Dạ không học chữ. Không biết chia chữ luôn. Còn cái giọng nam là giọng của ai? Đó là điểm ơn trên thôi. Chị Quyên có thể chuyển ngoài giọng nam được không? Từ sáng giờ chưa nghe giọng nam. Chưa nghe giọng nam ha, cho Phố cũng chưa biết giọng nam nữa. Dạ, nam mô Di Đà Phật. Dạ, bây giờ chị Quyên sẽ chuyển ngoài giọng nam. Chị Quyên đang chuyển đó nha quý vị. Chị Quyên gọi lên. Hỏi những việc bát nhã ba là mật đa tâm kinh, thân tâm nghiêm trang thanh tịnh, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 32 tướng đại trượng phu, là Như Lai thầy trời người, dục giới sắc giới thọ sắc hành tướng diệt họ tưởng định, đi sâu chánh định, học pháp giáo hóa chúng sanh, đánh tan u minh nghiệp lực các pháp vạn vật chúng sanh, ắt sẽ thành tổ đạo quả bồ đề và xiển tổ ma khư khư
Nhiều sự lan sự lan mà mơ khi sự lan chú khả năng Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thân bạch ngài như vậy thì ngay như ngài thì hỏi lần qua là có diễn ra sau này không như ngài? Hỏi lần qua là tại đây đi là chúng sinh yêu thương đừng bộc lo lắng thân tâm an lạc đấy gọi là hồi long hoa chờ Phật thánh tiên người ca pháp to bà ha. Hôm nay có cái pháp nào mà mình nói cái phương tiện nào để cho bà con người ta dễ tu dễ hành á? Đi đứng nằm ngồi chánh niệm chánh định chánh tư duy chánh kiến tưởng nghĩ chơi Phật thánh tiên quán tưởng lòng từ bi yêu thương ca pháp vạn vật chúng sanh. Tu là phải thực hành, thực hành đi đứng nằm ngồi phải niệm Phật nhiếp tâm bất loạn, không được để tâm loạn mà dường sẽ đưa vào ma đạo. Tà không ra tà chánh, không ra chánh chánh tà lẫn lộn điên đảo, xa đỏ địa ngục tái sanh, kiếp nẻo sanh lão bệnh tử, ắt thì có sanh, ắt thì có diệt, quỷ diệt bởi sát sanh hai mạng tà dâm ô quý dục vọng tham sân si mạng nghi. Vậy là mình phải ăn chay trường với mình giữ tham sân si không được phạt. Dạ thì chị Ben, hiện giờ thì bà con nên tu cái pháp môn nào? Kiến cánh thành Phật hay là tịnh độ tông cho mau đi chị Ben? Tôi là cần có thân tâm an lạc, không có thân tâm an lạc thì làm sao có lòng từ bi yêu thương ca pháp vạn vật chúng sanh chứ? Sân si bướng bỉnh đi đi. Dù ta có tham sân si nhưng ta yêu thương bản thân ta. Ta biết ta tham sân si nhưng ta ghét bỏ tham sân si của ta thì làm sao ta thành Phật đi? Hãy yêu thương sát ta vì ta tham sân si. Hãy yêu thương sát ta vì ta tà dâm ô uế dục vọng. Hãy yêu thân xác ta vì ta không có lòng từ bi. Hãy yêu thân xác ta rồi các pháp chúng sanh sẽ thọ nhận được ta. Vậy là mình yêu những cái xấu đó từ từ mới xoay chuyển được thành tốt. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Chị Ven làm ơn cho hỏi trong cái một năm nay á, cái lúc đầu mà chị Ven có anh trên về đó thì chị Ven thấy khó khăn lắm không, thấy có vất vả lắm không? Dạ không. Bà con có hay nói mình gì không cái lúc mà đầu tiên luôn đó? Đầu tiên ta nhẫn nhục bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Nhẫn nhục ha, nhưng mà mình đi ngoài đường vậy có bị bà con nói hay là gia đình mình nói không chị? Là mắng ta nhưng ta không nghe không thấy. Ta quán tưởng lòng từ bi yêu thương ca pháp vạn vật chúng sanh, xua đuổi ta ma quỷ đạo. Bây giờ ta được ca pháp chúng sanh yêu thương ta đó. Vậy là nhờ xua đuổi chị, mắng chị ha. Nhưng mà chị vẫn yêu thương thì bây giờ bà con chúng sanh yêu thương chị ha. Đúng vậy. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Quá hay. Vậy là chị hành pháp nhẫn nhục mà nhẫn nhục thành tựu. Vậy đó ha. Nhẫn nhục và từ bi. Vậy bây giờ có một người mà gặp chị mà la chị mắng chị thì chị có buồn phiền không? Dạ không. Cũng vẫn yêu thương người ta ha. Dạ tốt quá.
Bởi vì chị Ven đi tới đâu thì các anh em rất là đông đi yêu thích chị Ven. Nói vậy. Ta không quán trách một ai. Dù các người muốn sát hại ta, nhưng ta không quán trách các người. Các người nhất định sẽ được giáng sanh Tây Thiên Cực Lạc. Các người nhất định sẽ được thành Phật. Nhưng các người xem ta là robot sắt đá máy cũng được đó. Dạ, thương quá ha. Cái lòng từ bi rất là đặc biệt nha vậy. Chị Ven nói chuyện mà cũng xúc động nha vậy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Có chị Ven nói ví dụ là ơn trên nó xuống như lên căn này nè. Thì đâu phải ai cũng lên chứ. Hay là trên trên nó lựa chọn những cái thanh sát thế nào mới được lên. Dạ, nói gì? Lớn lên. Ý hỏi đó là ví dụ như chị Ven nè, chị có ở ơn trên nó lên căn gì nè, thì tại sao không chọn những cái người khác mà lại chọn chị Ven? Đấy là hoàng tụ đại thiện căn, nên ơn trên mới chọn thân sắc ô uế dùng dùng đi. Hoàng thiện đại thiện căn. Chị Ven thì cái phần căn của chị Ven đó là có cần phải nhờ một vị nào giải căn không, hay là sau này mình tự ra căn không? Dạ không cần giải đâu. Vì đã hoàn thiện căn rồi thì làm sao mà giải căn? Dạ. Vậy là dạ. Sẽ đi theo suốt luôn ha? Hay là có khi nào hết duyên không? Là tùy duyên. Tùy duyên. Vì là căn này sau này là tự nhiên hết, căn tự nhiên sau này là hết. Sau này hết thọ mạng ta sẽ đi. Đi về đâu hả chị Ven ạ? Đi về tánh không, không phải là gì, không phải là giáng sinh, cũng không phải là thành Phật. Ta không phải là Phật, ta sẽ trở về tánh không thôi. Không trở về tánh không, không phải là Phật mà cũng không phải là cái gì vậy. Trở về tánh không để hòa nhập với các pháp vạn vật ở đây. Đúng rồi. Tánh không. Như là hòa nhập với chúng sanh. Cái tâm nguyện của chị Ven đó, sau này á mình về cõi Phật hay là mình ở đây mình giúp đỡ cho chúng sanh chị Ven. Đấy là tùy duyên hành pháp. Chiếu chỗ từ bi đồ thang. Như vậy thì cái phần của chị Ven là xuống thế này là để thuyết pháp độ đời hay là trị bệnh độ đời? Là tùy duyên hành pháp chiếu chỗ từ bi đồ thang. Tùy duyên hành pháp. Ngay còn nghe pháp thì chị Ven nói pháp, còn ngay còn chị bệnh thì chị Ven chị bệnh. Đúng không chị Ven? Dạ, chị Ven hành pháp. Trước khi mà kết thúc quy giang, những em có thể tặng cho tất cả quý đồng đạo một đoạn thơ khác nhận từ ơn trên hơn chị Ven. Tùy duyên hành pháp thiếu chỗ từ bi đồ thang. Không chịu nói tha là gì là không nghe nó mơ như là mệt. Chúc chị Ven sức khỏe và bạn sự bình an nha. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn phần của chị Ven đã chia sẻ những cái ý nghĩa của Phật pháp rất là thâm sâu. Nếu quý vị là có hữu duyên nghe được những cái lời pháp thoại này, ngộ được phần nào thì hay phần đó. Quý vị nghe lại thì rất là cao như vậy, chứ không phải là Tiến Dũng, cái lời nói của chị Ven Dũng là thâm sâu với cái ông cười chết. Dạ, đây
tiên mà cho muốn là nó mới lấy dần cái biết tổ luôn. Nhiều quen rất là có ý nghĩa như vậy.